hãy nhấn like và share ở đây và nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo mới nhất từ kênh nhé. Ngày 2 tháng 1, nhiều nguồn tin cho biết sau nhiều lần từ chối lời đề nghị mua thủ môn Đặng Văn Lâm của câu lạc bộ Moncton United và một vài đội bóng khác, câu lạc bộ Hải Phòng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý để ngồi vào bàn đàm phán. Hợp đồng của thủ môn Đặng Văn Lâm với câu lạc bộ Hải Phòng còn thời hạn đến hết năm 2019. Vì vậy, Moncton United sẽ phải trả phí giải phóng hợp đồng để đưa thủ môn này sang giải Thái League. Hai bên sẽ ký hợp đồng mới có thời gian 3 năm. Mức lương mà Đặng Văn Lâm được nhận tại Moncton United sẽ là hơn 10.000 USD một tháng. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn bố trí nhà riêng và xe riêng cho Văn Lâm sinh hoạt trong suốt thời gian thi đấu tại đội bóng này như chế độ với bất kỳ cầu thủ ngoại nào khác. Ở Moncton United, Đặng Văn Lâm sẽ cạnh tranh suất bất chính với các thủ môn Tapon Pathong Atakun, Rashid Varunchok và Sutipong Sivarakasat. Một cầu thủ Đông Nam Á khác cũng vừa về đầu quân cho Moncton United là Aung Thu của Myanmar. Cầu thủ được mệnh danh là Messi Myanmar vừa ra mắt câu lạc bộ mới theo dạng cho mượn từ đội bóng cũ là Ponitero. Ở mùa giải 2018, Moncton United chỉ đứng thứ tư. Với tham vọng lớn hơn, đội bóng này quyết định đầu tư mạnh mẽ hơn với hàng loạt tân binh mới. Thái League One sẽ khởi tranh vào ngày 22 tháng 2, nên sau khi trở về Asian Cup, Văn Lâm sẽ làm quen với đội bóng mới. Lịch sử đang ủng hộ Chelsea ở lần chạm trán với Southampton tại vòng 21 ngoại hạng Anh vào dạng sáng nay ngày 3 tháng 1. Bởi trong 7 lần gần nhất đối đầu với Southampton trên mọi đấu trường, The Blue toàn thắng cả 7 trận. Cũng trong 7 trận đấu này, có tới 6 trận là Chelsea ghi được ít nhất 2 bàn một trận. Lần gần nhất mà The Blue để thua Southampton là thất bại 1-3 hôm ngày 4 tháng 10, 2015 tại Stamford. Với chấn thương của Oliver Giroud, huấn luyện viên Mauricio Sarri xếp Morata đá cao nhất trên hàng công Chelsea. Đó là sự thay đổi duy nhất của Chelsea so với chiến thắng trước Watford vào cuối tuần vừa qua. Quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm trước đội bóng đang xếp ở nhóm cầm đèn đỏ, Chelsea chủ động đẩy cao đội hình và liên tục gia tăng sức ép về phía cầu môn đối phương. Phút thứ tư, Eden Hazard sau một pha xoay sở khéo léo đã quan sát rất nhanh và tung ra đường truyền dài cho William băng xuống. Đáng tiếc thủ thành của Southampton đã kịp băng ra cản phá trước khi cầu thủ người Brazil kịp chạm chân vào bóng. Phút thứ 12, Aspilicueta có đường truyền dài vượt tuyến rất chuẩn xác cho Alvaro Morata phá bẫy về vị băng xuống. Tuy nhiên, cú đánh đầu của tiền đạo người Tây Ban Nha lại không đủ hiểm để đánh bại thủ thành ngăn. 4 phút sau, Southampton đáp trả bằng cú đánh đầu vào xà của In. Chelsea dần tăng nhịp độ trận đấu ở những phút kế tiếp. Mặc dù vậy, Southampton tỏ ra khá tự tin trong việc tổ chức phòng ngự, thậm chí họ còn chủ động phạm lỗi để hạn chế sự cơ động của những ngôi sao kỹ thuật bên phía đối thủ. Phút thứ 34, Rudiger chuyển dài chuẩn xác cho Eden Hazard thoát xuống, thế nhưng cú dứt điểm bằng chân trái của tiền vệ người Bỉ không thể đánh bại thủ thành Gan. Vài phút sau, Chelsea còn hứng chịu tổn thất nhân sự khi William không thể tiếp tục thi đấu do chấn thương. Loftus-Cheek được đưa vào thay thế. Phút thứ 40, Barkley chuyền cho Morata bên cánh trái. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo này chạm chân hậu vệ và bật ra biên. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Ngay đầu hiệp 2, Southampton mới là đội tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Sau pha phối hợp trung lộ, Armstrong tung ra cú dứt điểm từ xa hiểm hóc, buộc thủ thành Kepa phải đổ người cứu thua. Những phút tiếp theo, Chelsea liên tục lên bóng dồn ép về phía khung thành đội khách. Thế nhưng các hậu vệ của Southampton đã rất xuất sắc để cản phá. Phút thứ 58, Hazard có pha đi bóng sở trường bên cánh trái. Sau đó anh cắt vào trung lộ và dứt điểm. Tuy nhiên một lần nữa thủ thành Gan mới là người chiến thắng. Phút thứ 70, Morata đã đưa bóng vào lưới Southampton sau pha phối hợp tuyệt đẹp. Tuy nhiên trọng tài xác định tiền đạo mang áo số 29 đã việt vị. Xem lại pha quay chậm, có vẻ như đó là một quyết định sai lầm của trọng tài. Một tình huống khá nhạy cảm. Phút thứ 78, một cơ hội nữa đến với Morata và lần này thì chẳng có tiếng còi nào cất lên báo lỗi. Sau cựu tiền đạo của Real Madrid không thể đánh bại được Gan ở góc hẹp. Những phút còn lại, bóng gần như chỉ lan lên phần sân của Southampton. Đáng tiếc các cầu thủ chủ nhà bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới của Gan. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Với trận hòa đáng thất vọng này, Chelsea thêm một lần nữa xác nhận việc đầu hàng trong cuộc đua vô địch và bây giờ mục tiêu thiết thực nhất của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer có lẽ là bảo vệ vị trí trong top 4 khi mà phía sau hơi thở của Arsenal lẫn MU đã phả rất nóng vào gáy Chelsea rồi. Hiện tại, Arsenal với 41 điểm chỉ còn kém Chelsea 3 điểm mà thôi. Phải chơi trên sân khách, nhưng Manu không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Pogba cùng đồng đội gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành bởi trước mặt thủ môn Rubraca là hàng phòng ngự nhiều lớp bị kín mọi khoảng trống. Manu kiên trì gây sức ép và tạo ra một vài cơ hội, nhưng Anthony Martial, Pogba và Marco Rashford đều không thể tận dụng để ghi bàn một tỷ số. Trong khi đó, chủ nhà cũng nhiều lần khiến De Gea phải hoạt động vất vả bằng những đợt phản công nhanh dựa trên tốc độ của Christian Alonso. Hiệp một kết lại mà không có bàn thắng nào được ghi, lối chơi phòng ngự của Newcastle phát huy hiệu quả khi khiến hàng công của Manu lần đầu tiên phải im tiếng trong 45 phút đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Solskjaer. Thế chủ động vẫn thuộc về MU trong hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer cố gắng thực hiện những pha ban bật ít chạm ở trung lộ để tiếp cận khung thành của Dubravka.
nhưng không thành công. Marcus Rashford tỏ ra thua thiệt trong những pha tranh chấp với hàng thủ cơ bắp của chủ nhà Newcastle. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 63, huấn luyện viên Solskjaer tung Lukaku vào sân để thay Martial. Tiền đạo người Bỉ chỉ mất 38 giây để giúp MU khai thông thế bế tắc bằng pha đá bồi sau cú sút phạt của Rashford. 17 phút sau, đội khách có bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha phản công nhanh. Marcus Rashford là người khởi xướng và cũng chính anh là người ghi bàn ấn định thắng lợi cho Manu sau pha kiến tạo của Alexis Sanchez. Với 3 điểm có được, Manu tiếp tục thu hẹp khoảng cách với top 4 xuống còn 6 điểm khi Chelsea bị Southampton cầm hòa không bàn thắng ở trận đấu trước đó. Kết quả này giúp người đỏ rút ngắn khoảng cách với top 4 xuống còn 6 điểm. Ông Ole Gunnar Solskjaer chỉ là huấn luyện viên thứ 2 trong lịch sử Manchester United giành chiến thắng trong 4 trận đấu đầu tiên của câu lạc bộ. Thomas Bobby năm 1946, nhà cầm quân 45 tuổi, đang để lại dấu ấn rất lớn ở sân Old Trafford. Huấn luyện viên Solskjaer nói về trận Newcastle gặp MU. Ông thầy người Na Uy đánh giá cao màn trình diễn của người đỏ, đặc biệt là tiền đạo Rashford. Tôi hạnh phúc vì một đội bóng tiếp tục giành 3 điểm. Chúng tôi đã gặp khó trong hiệp 1, nhưng các cầu thủ vẫn biết cách giành 3 điểm. Tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ, đặc biệt là Marcus Rashford. Cậu ấy hoạt động năng nổ và hiệu quả, cậu ấy có mặt ở mọi nơi. Tôi ấn tượng với bàn thắng của cậu ấy. Rashford năm nay 21 tuổi, cậu ấy đang trong quá trình phát triển. Tôi thấy hình ảnh của Ronaldo trong con người Rashford. Nếu cậu ấy nỗ lực hơn nữa, cậu ấy có thể trở thành một cầu thủ lớn trong tương lai. Trong thời gian gần đây, cầu thủ chạy cánh Son Heung-min đang đạt phong độ rất cao. 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, ngôi sao người Hàn Quốc có 6 bàn thắng cùng 3 lần kiến tạo thành bàn. Những màn trình diễn ấn tượng của anh tạm thời đưa Tottenham vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2018-2019. Từ đầu mùa giải, cầu thủ 26 tuổi đã có 8 bàn thắng cùng 5 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Hàn Quốc được đánh giá là một trong cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất của đội bóng thành London. Tuy nhiên vào tháng 1 này, tiền vệ sinh năm 1992 sẽ trở về thi đấu cho đội tuyển Hàn Quốc ở giải Asian Cup 2019. Cụ thể, sau trận đấu với MU, Son Heung-min sẽ trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở giải đấu được tổ chức ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nếu đội bóng xứ Kim Chi lọt vào trận chung kết, cầu thủ 26 tuổi sẽ bỏ lỡ 4 trận đấu của Spurs, bao gồm các trận đấu ở Premier League với Fulham, Watford và Newcastle, cũng như trận bán kết Cúp Liên đoàn Anh với Chelsea. Son Heung-min lên tiếng xin lỗi Tottenham, ngôi sao người Hàn Quốc sẽ trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong khuôn khổ giải Asian Cup 2019. Tôi sẽ trở về thi đấu trong máu đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Tôi cảm thấy tiếc nuối khi bỏ lỡ một vài trận đấu của Tottenham. Thật khó khăn, tôi cảm giác hơi buồn, nhưng tôi không thể bỏ qua những trận đấu của đội tuyển quốc gia. Tôi là một phần của đội tuyển Hàn Quốc và có nhiệm vụ cống hiến cho đội bóng. Tôi hy vọng có thể giữ được phong độ của mình trong máu đội tuyển Hàn Quốc. Tôi muốn chơi tốt ở Asian Cup 2019, sau đó trở lại Tottenham với phong độ tốt. Tôi hài lòng với những gì mình thể hiện từ đầu mùa giải. Tôi luôn cố gắng cống hiến những gì tốt nhất cho Tottenham. Tôi nghĩ rằng người hâm mộ hài lòng với những gì mình thể hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like và chia sẻ để mọi người cùng xem. Và hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi các thông tin mới nhất nhé.